Hello các mẹ, hôm nay tôi sẽ review cho các mẹ một cái quán ăn gần công ty tôi, đó chính là quán Tám Riêu. Đây là menu các mẹ à. Thì hôm nay tôi đi ăn thì tôi sẽ ăn cái món lẩu nha, đặc sản ở đây. Mọi người hãy coi không gian quán nha, mình cũng khá là nhỏ gọn đó. Đó, đây là mấy cái món đường, mấy cái đồ nêm đây nè. Ớt, chanh, mắm, đũa muỗng, rất là đơn giản. Rồi tôi kêu hai cái món nước. Đây là bài úp, đây là sâm hạt chia. Xong hạt chia tự nấu luôn đó mọi người, uống rất là ngon luôn, rất là vừa vị. Ok, bắt đầu lên món nha. Đây là phần lẩu riêu cua nè, gồm có thịt bò, chả bò, đậu hũ, riêu cua và một cái giống như là thịt mọc vậy đó các mẹ. Rồi đây là nước dùng. Nước dùng thật sự thì cái nước dùng này nó khá là mặn đối với mình. Đây, bây giờ nước sôi rồi thì tôi bỏ đồ vào nha. Hấp dẫn quá đi thì cả đói bụng luôn. Đây là quán gần công ty mà tới giờ tôi search trên Google thì tôi mới biết đó các mẹ ơi. Đó, thì cái thịt này nè. Thịt này là cái thịt vàng vàng, cái thịt giống như là cái thịt mọc. Nhưng mà tôi không biết đó là cái gì đó luôn. Còn khó bốc lên cao, rất là ngon luôn. Đó, đây là chả bò nha, đậu hũ, đậu chiên. Ok, bây giờ tôi sẽ đập một cái trứng gà vào cái chén riêu nè, để cho khi mà bỏ vô nóng thì nó sẽ kiểu như là sạch sạch đặc đặc lại đó mọi người. Quậy lên nhìn các bạn hấp dẫn thiệt nha, quá là hấp dẫn đi mọi người ơi. Rồi bỏ vào nào. Rồi chờ một tí nha. Ok, trong lúc chờ một tí thì cái món mới tôi kêu một cái mẹt này 98.000 đó mọi người. Ăn thử coi như thế nào. Có cua chiên rất là ngon luôn. Đây là nước chấm nè. Rồi bây giờ tôi Bây giờ riêu cua đã chín rồi, món lẩu chín rồi, tôi bắt đầu ăn thử nha. Chấm miếng thịt bò, chấm miếng đậu hũ, ngon nhất cái nắp luôn. Nó cuối cùng thì do lần đầu tiên tôi đến quán nên tôi check in nè, là tôi được thưởng một cái phần tráng miệng nha các mẹ. Đây là xương xa hộp lụ. Vị chi buổi ăn là 350k nha mọi người.